bị người yêu kiểm soát nhưng mà có gì đó sai sai. Chị ơi, chị nghĩ như nào đến một người con trai đó là người yêu em? Mỗi khi mới ngủ dậy buổi sáng luôn luôn là người gọi em dậy sớm nhất, đi đâu làm gì tự giác nói với em và xin phép em. Khi về luôn luôn nhắn tin và gọi cho em. Mỗi lần em im lặng khoảng 2-3 giờ bạn ấy díu dít gọi điện và nhắn tin của em ầm ầm và lo lắng. Cái này có gọi là muốn quản lý và kiểm soát em không ạ? Bombastic side eye. Không biết làm nào cho vừa lòng bà luôn ý. Thế bây giờ nó mà không nhắn tin thì lại bảo là anh chả yêu em, anh chả thương em, anh chả quan tâm gì đến em cả. Thế là như thế nào? Bây giờ mẹ trên mạng có rất là nhiều cái bài như thế luôn ấy. Cái bài kiểu như là cãi nhau, dỗi nhau mà anh ấy im lặng. Im lặng là muốn kết thúc mối quan hệ các kiểu. Rất là ghét im lặng. Không muốn người ta vô tâm với mình. Nhưng mà nó mà nhắn tin quan tâm thì lại bảo nó kiểm soát. How? Lạ nhỉ. Con lại bà luôn ý. Không biết làm nào cho nó vừa lòng luôn chịu. Ủa thế là như thế nào? Hay là cho em đi yêu thằng nào mà nó kiểu chắc boy hay là mấy cái thằng mà nó kiểu vô tâm ấy. Đấy, nó không quan tâm đâu. Đỡ phải lo nó kiểm soát nhá. Ừ, nó có kiểu như là nó có đâu để đọc lại hình như là nó còn không cả gì luôn ấy. Đi đâu làm gì tự giác nói với em và xin phép em. Ôi trời. Rồi ngoan như con đấy luôn mà lại còn thế thì chịu rồi. Rõ ràng nhá, ví dụ như là nó bảo như là ví dụ trường hợp là em đi đâu nó hỏi em chẳng hạn, nó bắt em là đi yểu không phải chụp ảnh cho nó xem. Yêu. Đúng không? Phải chụp ảnh mãi đấy ra để cho chứng minh cho nó là em đang đi yểu. Yêu. Hay là em đang đi với thằng nào, em đang ngồi ăn nên cũng phải chụp ảnh cho nó bắt em thông báo với nó bắt em gọi là gì nói với nó, không bao giờ để cho em kiểu như là đi đâu mà nó không biết cơ, đằng này nó là cái người chủ động báo cáo với em. Rồi ngoan như thế rồi mà vẫn còn không vừa lòng bà thì không biết là bà muốn như thế nào luôn ấy. Eo ơi khiếp. Thì không hiểu như thế nào cả, có hiểu cái từ kiểm soát không vậy? Rồi ơi, là như thế nào? Rõ ràng là nó còn chả bắt mình báo cáo với nó mà lại còn khó tính chia tay ấy. Cứ không biết là làm nào mới vừa lòng được luôn ấy. Không mấy em thả info của bạn người yêu em ở đây đi. Bạn đi quá là tốt đi ấy, xứng đáng được bảo tồn ở đây, có nhiều chị em đang ế lắm. Rõ ràng chia tay rồi mà thích quản thì gọi là gì chị ạ? Là nó bị ảo tưởng đấy, nó quên mất vị trí của mình là đâu đấy. Em thì thoảng phải thông báo cho nó ấy. Em phải thông báo cho nó là hiện tại là chúng mình đã là người dưng nước lã rồi. Cậu đừng có vô lý như thế. Đấy là nếu mà nói lịch sự, còn nói thẳng thắn ra thì em bảo là mày với tao chả là cái mẹ gì của nhau nữa. Mày là cái gì mà mày quản tao? Đấy kiểu vậy. Chị ơi, thằng bạn An của em xin ý kiến về việc có nên yêu để trải nghiệm không á? Cuộc sống này tất cả mọi thứ để trải nghiệm mà. Nhưng mà mình hãy chọn cái gì trải nghiệm nó tốt chứ không phải là cái gì nó xấu. Ví dụ như là yêu để trải nghiệm là đúng và là ok. Thế nhưng mà mình sẽ trải nghiệm với cái người mà mình có tình cảm ý. Tức là mình không phải là trải nghiệm theo kiểu là ở đằng nào mình cứ yêu chơi chơi xong rồi mình bỏ, không phải. Trải nghiệm theo kiểu là mình cũng muốn cảm nhận được cái khi mà người ta yêu thì cảm giác nó như thế nào, đúng không? Không phải là một ngày chỉ có đi làm xong biết về nhà xong rồi lại đi làm xong lại về nhà, nó rất là chán. Bây giờ mình có người yêu thì để mình có sắp xếp thời gian, mình còn đưa người yêu mình đi chơi, xong rồi dịp lễ Tết mình còn mua quà cáp, xong rồi là mình còn có người để nhắn tin mỗi tối chẳng hạn, đúng không? Thì đấy là những cái trải nghiệm, thì cuộc sống là những cái trải nghiệm mà kể cả trong cái lúc mà mình lớn lên mình đi làm cũng là trải nghiệm thôi. Có những cái thứ không nên trải nghiệm, ví dụ như là yêu chơi bời, ví dụ như là thứ chất kích thích có hại cho cơ thể chẳng hạn, đúng không? Hay là những cái việc phi pháp hay là trái đạo đức, trái pháp luật gì gì đấy là mình không có được thử. Những cái trải nghiệm đấy là những cái trải nghiệm không nên thử. Chứ còn cái câu hỏi đấy là ý là yêu chơi bời gì thôi nhá, thôi tha cho con nhà người ta đi, không có đến lúc mẹ nghiệp quật thì lại hỏi tại sao. Ơi đen lụy hay chỉ là bản thân thiếu nghị lực? Lụy 4 tháng nhưng lý trí vẫn không thắng nổi con tim á. Tức là như thế này các bạn ạ. Mình không biết được á các bạn. Nếu các bạn xem mình tư vấn hay là nói chuyện thì các bạn sẽ thấy nhiều lúc câu nói của mình nó rất là mâu thuẫn. Nhưng mà thực sự nó không hẳn là mâu thuẫn đâu, bởi vì là nó có nhiều trường hợp lắm. Mình lấy ví dụ nha. Có những người á, người ta không yêu người ta nhiều đến mức thế đâu. Tức là người ta nói là em lụy bạn kia 3-4 tháng rồi, em lụy bạn kia nửa năm, 1 năm, 2 năm rồi mà em không thể quên bạn đấy được. Nhưng mà thực chất không phải là bạn ấy lụy bạn kia, mà bạn ấy chỉ là một người không có nghị lực thôi. Bạn ấy không tự vượt qua được, bạn ấy kiểu như là bạn ấy không có yêu bạn kia nhiều đến thế. Bạn ấy chỉ đang kiểu không chấp nhận được cái thực tại đấy. Bạn ấy kiểu như là khó chịu với những thứ mình không có được. Bạn ấy cứ lưu luyến mãi. Không phải là bạn ấy còn yêu bạn kia, chưa chắc bạn kia quay lại thì bạn này đã thích được nhiều như bạn ấy nghĩ đâu. Bạn ấy chỉ nghĩ trong đầu bạn ấy như thế thôi và bạn ấy không thoát được ra khỏi cái đấy. Tức là vấn đề là bạn đấy chứ không phải là vấn đề là bạn ấy yêu bạn kia. Nó khác hoàn toàn nhau á, nhưng mà có những người là người ta yêu thật lòng. Nên là các bạn sẽ thấy kiểu câu nói của mình nhiều lúc nó rất là mâu thuẫn và nó khác nhau ấy. Nhưng mà thực sự là như thế. Mình thấy có rất nhiều người, người ta tưởng là người ta yêu cái người kia, người ta tưởng là người ta còn tình cảm sâu sắc, người ta lụy rồi người ta này nọ. Nhưng mà thực chất là không phải á. Người ta chỉ có
người ta chỉ có yêu mỗi bản thân người ta thôi. Người ta kiểu không chấp nhận được là mình bị bỏ rơi, người ta không chấp nhận được là người kia không còn yêu mình nữa, người ta không chấp nhận được là cái chuyện tình ấy đã kết thúc rồi. Thế là người ta kiểu bức bối, khó chịu, và người ta kiểu nghĩ là mình lụy, người ta không thể nào quên được. Sau rồi người ta cảm thấy mình là một người đáng thương, người ta cảm thấy mình là một người kiểu như là đau khổ trong chuyện tình cảm này, mình không đáng bị như vậy. Xong người ta cứ dằn vặt dây dứt mãi. Không đến mức đấy đâu các bạn, không đến mức đấy đâu, chỉ là thiếu nghị lực, không tự vượt qua được thôi, yếu đuối thôi. Không phải, nếu mà những người như thế nha, kể cả trong chuyện tình cảm hay là bất kỳ một chuyện gì khác trong cuộc sống, người ta cũng đều không đủ nghị lực để vượt qua hết. Kể cả là ví dụ như là công việc, đi làm bị sếp chửi, sếp mắng, biết bản thân mình yếu kém chỗ này, yếu kém chỗ kia, nhưng mà chỉ đổ lỗi cho người khác và không bao giờ biết được là mình sai ấy. Nếu mà luôn luôn sống như thế thì mình nghĩ là sẽ gặp khó khăn trong cả công việc, cuộc sống, chứ không phải mỗi chuyện tình cảm. Chứ còn những người mà người ta yêu thật lòng, yêu chân thành nha, thì mình vẫn ủng hộ thôi. Mình vẫn ủng hộ cái việc là người ta kiểu theo đuổi đến cùng, hay là người ta cố gắng vì cái mối quan hệ đấy, kể cả là người ngoài nhìn cảm thấy là không đáng đâu. Chứ còn những cái người mà mẹ mồm nói như thế nhưng mà không phải như vậy đâu. Bạn chửi tôi à? Ừ đấy, cả em đấy đấy. Với cả kiểu giống như là mình nha, mình rất là chấp nhận, với cả mình rất là hiểu bản thân mình á. Mình cũng có những cái lúc mà chia tay xong kiểu khó chịu bứt rứt, nhưng mà sau một thời gian ấy thì khi mà mình tập trung vào công việc, cuộc sống cái khác, thì người khác nữa, thì mình thấy là mình không yêu người ta nhiều như mình nghĩ đâu. Chẳng qua là lúc đầu mình đang mất đi cái đấy thì mình hụt hẫng thôi, mình khó chịu thôi, mình không chấp nhận được nó thôi. Mình đang quen với cái việc là người ta là của mình rồi, cái giờ mình nghĩ người ta không là gì của nhau nữa, mình khó chịu á, thì mình cứ nghĩ là mình còn nhớ nhung người ta, nhưng mà thực ra là nó là cái cảm giác hụt hẫng sau chia tay thôi. Chị ơi, làm gì để níu kéo một người á? Chị nghĩ là đấy là một việc làm hơi vô tác dụng ấy. Chị không biết được, tại vì còn tùy thuộc vào đối phương, người ta thái độ như thế nào. Nếu người ta thực sự không muốn thì cái việc níu kéo của em nó chỉ gây khổ sở cho cả hai thôi. Chị không biết được, chị chả là níu kéo ai, nên hỏi chị thì chị chịu. Hôm trước nha, mình lại hàng đàm nằm ngủ với nhau. Trước khi đi ngủ ấy, hai chị em ngồi nằm nói chuyện ấy, kiểu lúc ấy là chưa ngủ. Sau rồi hàng đàm mới bảo mình là kiểu như là mình có những người tốt với mình nhưng mà mình lại không thích. Thì hàng đàm bảo là rồi à, người ta bỏ mày đi rồi, người ta không thích mày nữa thì mày mới biết. Sau rồi mình chưa kịp nói gì thì hàng đàm dừng lại khoảng tầm 2-3 giây, sau hàng đàm bảo là nhưng mà chị nghi là người ta bỏ đi rồi Huyền cũng mặc kệ, không tiếc gì lắm. Ừ đúng rồi, tức là mình là kiểu người mà qua rồi thì qua, mình không thường tiếc cái gì đâu. Trong mắt hàng đàm thì mình khá là tệ, kiểu ý là có những người tốt với mình nhưng mà mình lại không tốt với người ta chẳng hạn. Mình không thích người ta, mình không tốt với người ta chẳng hạn. Thì hàng đàm bảo là rồi một ngày người ta bỏ mình đi thì lúc đấy mình mới tiếc. Nhưng mà xong hàng đàm nghĩ thế nào, hàng đàm lại bảo là chắc là mình không tiếc đâu ấy. Ý là chị nghĩ là Huyền sẽ không tiếc đâu. Mình gọi ừ đúng rồi, mình thì đời sẽ không tiếc cái gì hết. Bạn là nhất rồi. Nên làm gì để hâm nóng lại mối quan hệ? Chị ơi, bây giờ mà mình đi làm về rất mệt mỏi, mà hôm nào người yêu cũng dỗi với giận mà lười dỗ quá thì sao á? Thì thôi không dỗ nữa chứ sao, chia tay chứ sao em? Hỏi thế mỏi nữa, cái gì nó cũng có lý do của nó mà, đúng không? Thế bây giờ mình không muốn dỗ nữa thì mình chia tay xong. Nhưng mà tình yêu 45 rồi bỏ đi tiếc lắm á. Thế thì tiếp tục như thế đi, đau khổ đi chứ sao. Có những cái thứ mà nó khi mà nó không còn phù hợp nữa thì là nó không phù hợp nữa, chứ nó không liên quan đến thời gian hết. Mình là cái đứa có quan điểm như thế. Ví dụ như là một cái mối quan hệ mà kể cả là nó qua 5, 7, 8, 9, 10 năm đi chăng nữa, tất nhiên là vẫn sẽ có cái phần gì đấy tiếc nuối, mình phải đánh đổi chứ. Còn nếu mà mình cứ tiếc mãi thì mình sẽ sống trong cái mối quan hệ đấy mãi thôi. Hoặc là mình sẽ làm cái gì đấy để sửa nó. Một là mình sửa nó, hai là mình bỏ nó đi. Chứ còn mình cứ kéo dài như thế thì mình khổ, người ta cũng khổ, đúng không? Mình không muốn dỗ người ta mà người ta thì không được dỗ, người ta cũng hờn dỗi. Thành ra là mẹ hai đứa cứ hành hạ nhau mãi, không phải cả. Đúng này, tất cả đều đúng. Bạn nên ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm hiểu hơn bạn nhé, để tránh nuối tiếc hối hận sau này. Sau khi nói chuyện mà vẫn thế thì đành xa nhau thôi. Đúng rồi, chính ra đấy, lý thuyết 10 điểm nha, giống mình. Thì giờ mình cũng chia sẻ như thế mà, mình cũng bảo là nếu mà cái mối quan hệ gặp vấn đề thì mình nên sửa chữa nó, mình sửa không được thì mình thôi. Tại vì là nếu mà mình thôi luôn á thì sau này có thể là mình sẽ hối hận. Nhưng mà mình đã làm hết sức rồi mà nó vẫn không có cái gì thay đổi cả thì lúc đấy mới là cái lúc thôi. Lúc thôi chính xác mà mình sau này sẽ không hối hận nữa. Lý thuyết 10 điểm nhưng từ lý thuyết đến thực hành thì lại là chuyện khác á. Mình đã làm như thế nha, không phải là mình chỉ lý thuyết đâu. Ngày xưa mình yêu cũng thế mà. Hồi trước mình thất tình, mình có chia sẻ với các bạn đó là trước khi phải đi đến cái kết thúc và trước khi phải tạm biệt mối tình đấy, say goodbye cái người đấy, thì mình đã chịu đựng một quãng thời gian nó cũng khá là dài đấy. Kiểu như là mình với cả người ta cứ cãi nhau, xong rồi hai người nói chuyện với nhau để thay đổi, để sửa đổi. Xong rồi mình nói với người ta về những điều mà mình chưa hài lòng, người ta cũng nói với mình những cái điều mà người ta chưa hài lòng, hai người cùng thay đổi. Nhưng mà sau cuối cùng rất nhiều lần như thế thì người ta phải thừa nhận với mình là bản thân người ta chưa tốt và người ta không thể, lỗi do người ta. Và mình đi, mình cũng chả có gì cả, mình có cái gì mình cũng chia sẻ rồi, đúng không? Tức là hai người đã thành thật thẳng thắn ngồi nói chuyện với nhau,
thì lỗi là do người ta và người ta không có đổi, không có sửa được. Và mình thì cũng đến giới hạn rồi, thế là hai người dừng lại và kết thúc thôi. Thế xong rồi sau khi mà kết thúc thì mình cũng chẳng có gì hối tiếc cả. Đến bây giờ mình vẫn vui vẻ yêu đời và mình sẵn sàng để bước vào mối quan hệ mới, chẳng qua là chưa có thôi. Tức là mình không có gì buồn hết. Mình không buồn, lúc đầu thì mình cũng có buồn nhưng mà nó chỉ là cái hiệu ứng sau khi chia tay mình buồn, bởi vì là mình chưa quen với cái việc một mình thôi. Câu chuyện bịa này hay đó, chuyện thật chứ bịa cái vẻ gì trời ơi. Kiểu như là lúc đấy là mình chưa kiểu như là chưa thích nghi được với cái việc là mình quay trở lại cô đơn thôi. Thì mình mất đi cái người đấy thôi, chứ còn cái việc mà khiến cho mình day dứt đấy là mình không chấp nhận được cái điều đấy thì mình mới day dứt. Còn mình thì chấp nhận được, bởi vì là mình với người ta đã xong rồi, đã clear rồi, đã rõ ràng rồi là ai sai ai đúng rồi, đã biết được là vấn đề tại đâu, nguyên nhân tại đâu và có sửa được hay không rồi, thì mọi thứ rất là rõ ràng rồi, mình chấp nhận cái điều đấy rồi thì mình kết thúc, thì mình rất là nhanh quay trở lại cuộc sống của mình bình thường và mình rất là nhanh vui vẻ lại. Còn người ta có vui vẻ hay không thì mình không biết. Là sao để cứu vãn một mối quan hệ đang nhạt dần á? Hâm nóng tình cảm, trời ơi! Nhưng mà hâm nóng bằng cách nào ấy ạ? Đi du lịch, đi chơi, làm những cái điều mà chưa từng làm hoặc là trước đây làm rất thích nhưng mà bây giờ không có cơ hội làm nữa. Ví dụ như là đi du lịch chẳng hạn. Hay là off một ngày để đi chơi, off một ngày nghỉ để đi chơi, chơi nguyên một ngày, đi hẹn hò từ sáng đến tối, đi xa xa. Nếu mà không có tiền đi du lịch hẳn thì có thể đi kiểu những cái vùng quanh quanh cái thành phố đấy. Ví dụ như là ở Hà Nội thì đi Ba Vì, đi Sóc Sơn, đi Tam Đảo. Tam Đảo thì trong ngày thì hơi xa. Hay là đi đâu đấy kiểu xa xa đi với nhau ấy, hâm nóng tình cảm. Chứ còn ai chẳng biết là công việc ai chẳng có công việc, đúng không? Công việc làm cả đời cơ mà. Nhưng mà mình phải biết ưu tiên cái gì. Ví dụ như mối quan hệ của mình đang chết dần rồi thì mình phải ưu tiên nó đi. Chứ còn mở mồm ra như em phải làm, chị ơi, đéo ai chẳng làm, tôi cũng làm, ông cũng làm. Mà bây giờ muốn nó tốt lên thì phải thế chứ. Hai bạn ơi, hai.